Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Alex Thai FI 209. Đầu số máy là 002 đầu nha anh em ha. Một con xe nói chung là có thể mình chơi sưu tầm được. Và quan trọng là cái giá cũng rất là chuẩn nha anh em, rất là tốt, 45 triệu một con xe. Tương đối là đẹp và máy là khỏi bàn rồi. Máy mà Hồng An lựa cho anh em là những chiếc xe là máy là như xe đạp điện là có nha anh em. Và trước tiên anh em mình xem tham khảo một chiếc xe Alex Thai FI 209, số máy là 002 nha anh em ha. Anh em mua xe Alex Thai để ý nha, tuyệt đối là mua những chiếc xe là tránh ba con không đầu nha anh em. Ít nhất là cũng phải mua 00, 2, 003, 004, nó mới đúng là 209 2010. Anh em mình xem anh em số máy nè, 02 là nó nằm gần cuối 209 rồi. Năm ra mình mua những dòng xe này là đúng đời 209 bánh mâm. Chỉ sợ anh em mua những chiếc xe mà ba con không đầu á, đa số là bánh câm. Có những dòng xe ba con không đầu là bánh câm nha anh em ha. Đời đầu tiên của 208 luôn anh em. Nó thuộc về là cuối 208 đầu 209 đó. Có một đợt đầu tiên qua là bánh câm anh em ơi. Năm ra mình chơi những dòng xe này mình phải nhớ là mua Alex Thai FI phun xăng là phải né những con xe mà ba con không đầu, và đừng nên mua anh em. Đa số là nó lọt về hệ thống là bánh câm. Đâm ra những cái hệ thống trên cái tay thắng nó cũng khác với những cái hệ thống mà bánh mâm. Đó, nhiều khi họ thay đổi kết cấu, họ xuống mâm và họ bán cho anh em những cái giá. Đâm ra anh em mình chơi á, khi anh em bán lại những chiếc xe đó cho những người lái cửa hàng á, họ biết xem á, đâm ra nó rất là mất cái giá trị chiếc xe rất là lớn. Vì những chiếc xe ba con không đầu chẳng có ai mua đâu anh em. Nếu họ có mua rất là rẻ nha. Và về họ thay tay thắng, họ thay mâm lên họ bán cho anh em. Nhưng mà anh em không có am hiểu, không có kiến thức mình chơi á, dễ bị lầm, dễ bị thuốc lắm nha anh em ha. Rồi, xe này là 209 cuối 002. Và xe này nói chung là một con xe rất là đẹp. Áo là mới lục keo đánh bát lại ha. Bạc lóc còn nguyên bản hết nha anh em. Vàng nhám, vàng nhựa còn nguyên hết. Chỉ có da yên hình như là có bao lại rồi nha anh em. Da yên có bao rồi. Và cái cản này có sơn rồi. Đó. Hồng An mua lại của anh em lái chia sẻ thì có sao Hồng An sẽ quay rất là kỹ cho anh em mình xem anh em ha. Đó. Đúng rồi, 209. Tháng 4 209 nha anh em. 002 đầu anh em. Đó. Da yên có bao rồi. Anh em thấy chưa, hai con 002 là đã tháng 4, tháng 5, 209 rồi. Năm ra anh em mình mua ba con không đầu là rất là lỗ nha. Nó nằm trong năm 2008 hết. Và đời đầu tiên là bánh câm nữa nha anh em ha. Cản có sơn anh em, rất là mới. Cản sơn rồi anh em mình. Cản sơn rồi ha. Ốc nhái nó còn vàng hết trơn nha anh em. Trắng phiếu. Ốc nhái số 10 hết anh em ha. Hồng An chỉ có xịt dầu, đánh bát và chia sẻ cho anh em liền. Sẵn mình mở hai con ốc này ra để mình kiểm tra mạch máu, trái tim của nó rất là dễ anh em ha. Chỉ còn hai con ốc thôi là mở được ra mình kiểm tra rồi. Khi mình mua bán mà trung thật á, mình dễ lắm. Quay rất là kỹ cho anh em mình xem chứ không có giấu những cái bộ phận nhạy cảm nhất của một chiếc xe, chẳng hạn như mạch máu, trái tim. Thì Hồng An một lát sẽ chia sẻ thế nào là mạch máu, trái tim của một chiếc xe Alex Thai FI. Trước tiên mình mua những con xe này anh em, mình phải xác định là mình phải quay cái bánh nha anh em ha. Quay bánh để thế nào anh em? Quay bánh sau nha anh em, không phải quay bánh trước nha. Quay bánh sau mà nếu mà nó êm á là anh em là ok rồi. Quay bánh nha anh em, rất là êm ha. Quay tới quay lui nha anh em, rất là êm. Nếu mà anh em mà mua xe ga cũng vậy thôi, cứ quay bánh lên mà nó gào, nó gồ, nó ghé đó là ok. Xác định là anh em mua chiếc xe đã về chắc chắn là phải tốn tiền bộ láp bạc đạn, là gần mức 4-5 triệu một bộ láp nha anh em ha. Và cái thứ hai nữa là tại sao anh em, anh em thay rồi là đã mất giá trị một chiếc xe rồi nha anh em. Và thứ ba, tại sao bộ láp bạc đạn nó bị gồ bị ghé là xe đi rất là nhiều nó mới bị như vậy nha anh em ha. Chứ ngoài ra những chiếc xe mà đi 20-30 ngàn chẳng có ai mà để cái bộ láp bộ nhông nó bị mòn bị ré đâu anh em. Chưa khi nào xe đó đi nhiều, năm ra bộ láp bộ nhông nó mới có tình trạng nó ré, nó ré nó xè, nó ré nó hú anh em ha.
Cái này cũng giống như là bộ phận nhông hú, nhông nồi anh em. Bộ lắp nó xác định một chiếc xe đi nhiều hay đi ít anh em ha. Trước khi chạy, trước khi mua, xác định trước mình nên vô mình xem xe, quay cái bánh chịu khó nha anh em. Làm ơn chịu khó cái quay cái bánh cái. Đó. Quay mà nó êm ha, không có ré, không có gồ, không có gào trong cái bộ nhông bộ lắp. Xác định là ok, xe này đi ít, lắp nó còn ngon, không có tốn tiền. Nếu mà quay bánh nó gào nó ré là xác định tốn 4-5 triệu một bộ lắp mặt đạn. Thứ hai, xe này đã đi nhiều nó mới bị tình trạng đó nha anh em ha. Rồi ok, một bộ lắp bộ nhông nó ré nó gào là phải đi trên 50.000 á nó mới tới cái tình trạng đó mà bị gào bị ghé đó anh em ha. Bộ nhông nó đã hư rồi. Ok, xe này là 4 số quân 11, ngay chủ nha. Quân 11 4 số ngay chủ. Nhưng mà quân 11 thì Hồng An có thể rút nhanh cho anh em được ha. 15 tới 20 ngày là có hồ sơ. Riêng quân 11 Hồng An dám bảo đảm cam kết cho anh em là rút nhanh được, 15 đến 20 ngày là có ha. Còn riêng các quận huyện khác 2 tháng. Nhiều khi sớm hơn ha. Rồi. Rồi mình xem ha anh em ha, rất đẹp. Và đặc biệt những con xe đẹp, xe xấu anh em phải xác định là coi cái cổ bô và coi cái dĩa nha anh em ha. Anh em đừng có quan trọng cái dàn ngoài. Dàn ngoài lỡ nó chày, nó nứt, nó bể kệ nó anh em. Cũng một phần nào thôi ha. Chày thì mình thay. Đó. Còn quan trọng là cái chức nền mạch máu trái tim của một chiếc xe nó nằm ở cái dĩa cái bô. Xác định đi nhiều hay đi ít. Công tắc còn. Bao tay còn nha anh em ha. Nó bị rút rồi. Bao tay zin nè. Nút nè. Đây nè. Bao tay nè. Xe này tua 10.000 là không đúng nha anh em ha. Nó sẽ hơn. À, ổ khóa này chống trộm anh em ơi. Thay rồi nha anh em ha. Thay chìa chống trộm rồi. Thì cái thời điểm 2009-2010 đa số là người ta thay chống trộm hết. Vì xe này rất là dễ bị mất. Mất xe. Đặc biệt cái dòng Alac Thái và dòng Rim Thái. Những xe giá trị cao là dễ bị mất xe lắm. Họ mở cái đoạn một cái một là mất xe. Thông ra đa số là họ anh em mình thay chìa khí hết. Xe thành phố là như vậy nha anh em ha. Thay chìa khí nó chống được cái đoạn. Âm ra giữ gìn được chiếc xe không bị mất. Rồi tay thắng theo xe ha. Bị bạc nha anh em. Theo dầu còn zin chưa mở ha. Áo tem vàng nhám đẹp. Nhám đen thui nha anh em. Tay thắng theo xe luôn nè. Bên đây bị chạy một xíu anh em. Vàng nhám rất đẹp anh em. Đen thui anh em ơi ha. Rất là đẹp. Tem mặt đầy đủ nha anh em ha. Xe này mới lồng keo bắt lại rất đẹp. Rồi đèn đuốc tem đầy đủ, tem không có nứt bể anh em ha. Không nứt bể, áo rất là đẹp luôn ha. Mặt bạc cái mỏ về chút xíu anh em ha. Phần trong là đẹp hết, phuộc không có sơn phết cho anh em, sụt đẹp. Ốc nhái còn vàng ha, ốc số 10 nha anh em. Đặc biệt cái dòng Alac Thái, quay Thái, Rim Thái là ốc số 10 nha anh em ha. Nhớ nha. Đều là ốc số 10 hết ha anh em ha. Kể cả các phục luôn nha anh em, cũng ốc số 10 luôn nha anh em. Đó. Xe Thái là ốc số 10, anh em nên nhớ nha. Đó. Số 10 ha, chẳng ba đẹp lắm nha anh em. Đẹp. Đó. Đây nè, đẹp. Đây thấy không? Còn trắng phiếu à. Ở mâm đẹp, cuộc đẹp. Mâm rất đẹp nha anh em ha. Mâm không có sơn phết nha. Đó, nó cũng có dài mà chỉ xước xước anh em. Nó nhỏ thôi. Đó, mâm zin. Vỏ không ruột anh em ha. Nhớ nha. Coi dĩa anh em. Dĩa rất là đẹp. Ok, không có khuyết nhiều đâu anh em. Đó, phớt phớt thôi. Đó, xe này Hồng An đoán là đi tầm khoảng 30 mấy 40 ngàn. Chắc chắn luôn nha anh em ha. Nhìn cái dĩa hiểu liền. Em nhìn là không có khuyết đâu nè. Phớt phớt thôi. Này 30-40 ngàn là chuẩn luôn á nè. 40 ngàn đổ lại không hơn. Tuy rằng nó quay 10 ngàn cây nhưng mà không đúng đâu anh em ơi. Vì cổ bô chưa sơn chưa phớt. Mình có thể phán đoán được rất là chính xác ha. Khi nào cổ bô mà nó đã sơn rồi thì mình phán đoán nó hơi là khó ha. Ngoài ra bây giờ nó chưa sơn phớt thì mình nhìn cái dĩa với cổ bô có thể xác định được chiếc xe đi nhiều đất rồi anh em.
ha. Rồi tiếp đến mình nổ máy anh em ơi, mình vừa nổ máy mình vừa quay đi ha, cho cái máy nó chuẩn nó chất, anh em đánh giá luôn. Đi một chiếc xe mà nổ máy lâu thì mình mới nhận định được cục máy nó chuẩn hay là chất, trong vòng 5 phút 10 phút máy nó có biến động hay là không thì mình mới xác định được cục máy nó chuẩn nha. Chứ nổ máy mà trong vòng 1 phút tắt máy thì không xác định được gì hết, chẳng biết được cục máy đó là như thế nào nha anh em. Muốn biết được một cục máy chuẩn là phải nổ máy tầm khoảng 10 phút trở lên, 10 đến 15 phút thì lúc đó thì cái nhớt nó sẽ lỏng và anh em có thể nghe được những cái động cơ nó bị rơ, bị gào, bị ré, nó sẽ phát hiện được anh em ha. Chứ bộ nổ máy 1 phút thì không thể nào xác định được chiếc xe vì nhớt nó rất là đặc. Thậm ra những cái động cơ nó rơ mình không thể nào phát hiện được cái tiếng đó anh em, không có chuẩn được. Anh em nghe cái dàn hơi rồi chịu nổi anh em. Xe đặc biệt dàn hơi rất là mạnh ha. Một chiếc xe đi 30-40 ngàn cây, chiếc xe như vậy anh em nghe đi cảm nhận liền anh em. Máy như xe điện là có anh em ha. Và Hồng An quay rất là gần nha, nổ máy rất là gần. Trong ra những cái động cơ mà nhỏ nhất anh em cũng có thể mình nghe được hết. Không có quay xa xa nha anh em ha. Xa xa là né tránh những cái động cơ nó không được chuẩn, họ mới đứng từ xa họ quay. Thậm ra anh em mình chỉ có nhìn được hình thức bên ngoài thôi, rất là xa chẳng có chính xác nha anh em. Trong nghiêng ha, đẹp mặt không nhái luôn. Hôm nay vừa quay anh em vừa xem anh em, còn vàng hết luôn ha. Xe này Hồng An xịt dầu nha, chẳng có làm gì hết, rửa sơ xịt dầu lại là quay clip cho anh em liền ha. Em ra những cái dơ anh em chịu khó về rửa lại cho kỹ anh em. À, rất là dơ, dơ lắm nha anh em. À, trắng phiếu anh em ha, bỏ so nè, trắng phiếu à, không trắng đứng là rất đẹp, không sơn không vết cho anh em ha. Chiếc xe zin nhái đó, rất đẹp trong anh em. Phiếu à, chưa có dấu mở anh em ha, à, chưa có dấu mở gì hết, nguyên bản ha, nó dơ lắm nha anh em, về rửa lại nha anh em ha. À, anh em nhìn sơ là hiểu rồi, dính sình dính bợn thấy không, à, rất là đẹp ha. Chất nhôm xe thành phố anh em nhìn biết liền anh em, không có rửa thuốc nó rất là nó màu nó đẹp lắm, màu nó màu zin. Rồi anh em mình xem. Chạy nha anh em, nhớ nha, chạy nha, có chạy anh em ha, con này đẹp ha, này rất đẹp, đi phục nè, sáng nè, thấy không, cái cả ống nhựa trong cũng vậy anh em, thắng phiếu à, thấy không, không có nói đó, không có thắng nè, bắt thắng nè, bắt số 10 hết nha anh em ha. Hơi nè, mâm đẹp nha anh em, mâm rất là đẹp ha. Nè, dàn nhựa nhám nè, rất đẹp, còn đen thui anh em ha. Chưa bạc chưa bay nha, xe đi kỹ lắm anh em ha. Rất là đẹp, thấy không, xuống này theo xe vẫn còn anh em ha, nó hơi xấu chí anh em, vẫn còn nha, quay quá chỉ rồi, đèn đuốc đó ok, không có bị nứt bể nha anh em ha, đèn không nứt không bể anh em, hồi cái hơi anh em, quá trời hơi là biết từ xa cả thước anh em. Quá đẹp. Rồi quay qua hướng này ha. Dán kéo qua đây. Mình xem ra đã. Đó, ok. Đẹp. Bô nha, bô zin, không có sơn phết nha anh em. Bô này em cũng đang vui nè. Bô Thái anh em nhìn là biết liền anh em, bô Thái đó.
KVG anh em ha, KVG K là bố Thái nha anh em. Đồng tiền anh em ha. 2543 nha, bố Thái anh em ha. Đó. Còn mà bô Việt Nam nó khác nha anh em, cái hiệu khác anh em ha. Anh em phải xem kỹ nha. Ok đẹp ha anh em. Còn mình nói trái tim rồi anh em. Cổ bô anh em. Cổ bô à. Cổ bô nó còn đang thui xanh lè anh em ơi. Chưa có dấu mỡ nha anh em ha. Sáng trưng. Số 10 không anh em. Đẹp. Ôi ơi, đẹp quá nè. Nguyên bản hết ha. Hơi dơ anh em ơi. Về rửa lại ha. Xịt dầu lại thôi. Gầm dưới anh em. Quan trọng chiếc xe nằm ở dưới anh em ha, không ai nhắc mãi đó anh em. Ốc xả nhớt anh em. Kêu máy. Rất đẹp. Ốc nha dưới còn trắng phiếu anh thấy chưa? Đó, cái gầm quan trọng lắm nha anh em. Xả nhớt đó. Ở dưới nó còn ốc tán nó còn 7 màu luôn mà anh em. Phải cho xe nó không ngon được. Chứ ốc tán ở dưới mà ốc xả nhớt mà nó đen thui, ốc kia nó xét hết trơn làm sao mà ngon anh em. Đó, anh nhìn ốc treo máy rất đẹp. Vàng hết ha. Đó, con xe rất là chuẩn. Đẹp ha. Dàn nhám giữa còn đẹp anh em, phải chạy chạy xíu anh em ha. Đó, nói chung xe này họ chỉ có dán nha, dán keo cái vàng nước sơn thôi. Thành ra cái vàng này để nguyên nó sẽ bị chạy chút xíu anh em. Chạy chỗ này anh em ha, chạy chạy. Đó, anh em kể thì hai thôi ha. Họ có sao để nguyên vậy cho anh em luôn. Đó, đẹp. Đó. Ok. Rồi. Rất là kỹ rồi nha anh em ha. Anh em nghe dàn hơi nha, không ăn bịch bô cho anh em mình nghe. Thế nào là xe chức ha. Máy rất là êm, dặn ga giảm ga rất là chắc chứ không có bị ré, bị xè, bị hước nha. Cái bộ nhông láp, nhông nồi anh em ha. Cái này là bộ nhông số anh em ha. Dặn nhẹ là nó đã giật lùi rồi anh em. Giật lùi đụng luôn anh em. Làm ra những chiếc xe này anh em chạy nó sướng lắm. Nhất là bye bye á. Nhất là bye bye anh em. Không một tiếng động lạ luôn anh em ha. Không có hú, không có hước, không có gào trong bộ nhông nhông láp nha anh em. Bịch bô rất là chắc ha anh em ha. Máy với xe điện luôn. Nó đầy lắm anh em. Hơi nó đầy cái tay mình đẩy, đẩy tay mình ra là chịu không nổi. Cục máy này chạy xuống lắm anh em ơi. Nhẹ nhẹ mà nó đã giật lùi rồi anh em nghĩ để cảm nhận lên em. Mới có 1/4 ga thôi chứ xe giật lùi rồi. 1/4 ga đó anh em ha, xe đã giật lùi rồi anh em. Cái dàn hơi nó cực kỳ nám ha, xe này. Quá trời. Không có giọng lốc, không có bị cái lốc nó bị lỏng, nó bị giọng bị gõ nha, đặc biệt Alex Thái xe ga cũng vậy. Anh em mua né cái trường hợp mà cái lốc nó bị giọng bị gõ rất là nguy hiểm ha. Thì xe đi nhiều nó mới giọng lốc, gõ lốc nha anh em. Nó cọc 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 anh em ha. Để ý nha. Mua xe mà nó may cọc 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 là cái lốc đã bị giọng, đã bị lỏng lốc rồi nha em. Không có một tiếng gõ luôn anh em ha.
Ở máy nổ nãy giờ là 15 phút anh em nghe chưa? Không có gõ lốc, giọng lốc bên cái vách lốc anh em ha. Nhớ nha, xe ga không bao giờ mà để cho tình trạng nó lốc nó bị gõ, bị cốc, bị lỏng lưng, rất là nguy hiểm vì xe đi rất là nhiều rồi. Nó mới có tình trạng nó kêu cọc 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 nha anh em ha. Cọc bô nha anh em, rất là êm. Rồi, chứ đứng từ xa là chẳng nghe tiếng đâu anh em ơi. Đứng chừng một thước thôi là chẳng nghe tiếng rồi. Đang nổ. Máy đang nổ đó nè. Mua nồi nè em vô rồi. Xe này là 40 mấy triệu, 45 triệu bao hồ sơ, bao ship cho anh em, rất xứng đáng cho anh em mình chơi nha. Một con xe chuẩn, xe chất, bảo hành anh em 1 năm về máy hoặc 20.000 cây, anh em chạy thoải mái luôn anh em ha. Giá chỉ có 45 triệu một con xe 209 màu đỏ đen, một chủ tới giờ ha. Rồi bye bye mọi người nha. Số điện thoại của xe máy Hồng Mai là 0368888383 và 0939574435. Xe này là không có kiến càng có nha anh em, xi nhan đầy đủ anh em ha. Xe này kỹ, anh em về anh em thay bao tay đây anh em, nó rút lại rồi, nó xấu lắm ha. Rồi đầy đủ hết cái xe. Quá ok. Rồi bye bye nha anh em ha. Không ăn bá nha. Bán là những chiếc xe Lắc Thái, là đúng là chuẩn Lắc Thái nha. Xe đúng chuẩn, đúng chất, giá thành cũng rất là tương đối là chuẩn luôn. Anh em chơi chắc chắn là sẽ không có bị lỗ, bị thiệt nhiều đâu anh em ha. Rồi bye bye mọi người. Bye bye.